Dạ dạ. Chị bắt đầu chị gấp nha. Dạ gấp đi. À, chị đọc luôn nè. À, chả cá. Chả cá. Chả chiên. Chả chiên. Chả lụa. Chả lụa. Nem chua. Ừ. Pate. Pate xíu không có em. Xíu. Xíu gì nữa. Đã hết rồi. Giờ này hết xíu ha. Hết xíu rồi. Thịt heo quay. Mến chào quý vị. Thì hôm nay mình đi trên đường. Đường này là đường quốc lộ 53 cả nhà, thành phố Trà Vinh. Thì ở đây có mình thấy có cái quán bánh mì, lò bánh mì này mới ra cả nhà. Nguyễn Minh Trí chuyên bán bánh mì lạc, đặc ruột xốp mặn ngọt, nhận đặt bánh đám tiệc, giao hàng tận nơi. Đây là huyện Châu Thành, ấp Bích Trì, xã Hòa Lợi, tỉnh Trà Vinh. Số điện thoại là 0379 00 100 361. Để mình qua bển mình xin mình review cái quán bánh mì ha, để coi có món bánh mì thịt nào ngon hay không ha. Đó, mình thấy bên đó là có chủ quán có bán bánh mì thịt luôn cả nhà. Giờ này mình đi cũng hơi trưa mà khách cũng lại nồng nọt nè cả nhà. Ồ, xe quá trời, để mình đợi xe nó chạy qua chút xíu ha. Quá trời xe luôn. Chào chủ quán. Ở đây mình mở quán lâu chưa vậy? Bánh mì này thấy mới phải không? Dạ đúng rồi, cũng được tháng mấy rồi. Được tháng mấy vậy ha? Đến nào con? Ở đây mình bán bánh mì lạc và bánh mì ngọt và thịt luôn hả? Dạ cũng được, bánh mì gì? Bánh mì gì cũng có phải không? Bánh mì thịt. Thập cẩm 15k, đặc biệt 20k, ớt la 15k. Bây giờ mình ăn cái gì ta? Dạ, ổ bánh mì quá to luôn. Gì nữa không? Gì nữa? Dạ được rồi cô ơi. Rồi, cái này không là đây. Người với lại cô. Mình qua vô tủ nhiễu sống ta. Trời vậy ta. Quay vô tủ bị nhiễu sóng. Mày này lắm mày gì không biết. Ốp la là mình bỏ ra đầy đủ không con? Rồi, bỏ ra đầy đủ. Ồ. Ồ, có bánh kem nữa cả nhà ơi. Quá trời bánh luôn. Còn bánh mì bên đó là bánh mì gì chị? Dạ. Bánh mì gì? Hot dog với hot burger. Hot burger hả? À. Là cái cục trong đó là cục gì? Hot dog. Hot dog hả? Dạ. Cái hot burger là cái tròn tròn á. Đâu lấy ngõ bánh mì này ăn thử coi. Dạ. Đó ngon. Hot dog hả? Hot dog. Dạ. Ủa em quay gì vậy? Dạ quay YouTube chị. Quay YouTube là. Sẵn em quảng cáo giùm cho. Ăn liền luôn hả? Để hộp á, ăn hồi ăn. Ăn liền luôn. Ăn liền á hả? Dạ. Đi em qua, em qua YouTube. À, để hộp đi, em về em ăn đi. Dạ dạ. Em qua YouTube em mua mỗi ngày bự 30 ngàn em dùng thịt ăn đi. Đó, từ từ. Chị làm cho. Bánh mì thịt một ổ 30 ngàn hả? Một bánh mì không 30 ngàn. Ổ bự 30 ngàn. Một ổ bánh mì không 30 hả? Ờ. Dọn thêm. Dọn thêm. Dọn thêm. Dọn thêm. Em 150.000 thịt nữa là 180.000 ổ. Ổ bánh mì thôi. Mì không này hả? Ừ. Ổ bánh mì thôi không. Bây giờ 130 nữa là
Vậy hả? Ăn sao hết? Bây giờ tôi muốn mua ổ bánh mì không được không? Được. Mà bán ổ không nha? Dạ. À, bán ổ bánh, mì không chà bá lửa đi. Dạ lên YouTube. Ổ nó dài ha. Dạ dạ. Rồi, đây ổ này kêu ổ gì? 15 cái kia 30 là 45. Ổ tên lạ mà có 15 vậy? Cái này hot đất ơi. Hot đất mà có 15 à? Cái này là để dành nó khoái lắm. Vậy hả? Đúng rồi. Nghe đem về cho cháu nội quá. Dạ 4.000. Rồi lấy ổ bánh mì cho bá lửa luôn đi. Bánh lửa nhặn vô luôn. Bánh mì 3 cút 40.000 nữa nè. Mày gì? Mày gì 3 cút? Mấy cái gì bông cốt? Bông cốt. Bông đâu? Bông cốt hết thì hai ơi. Dạ có bánh mì này nữa nè. Bánh mì là năng. Có gì cơ? Năng chà bông mặn. Thôi chà mua cái này. Là cái đó nhiêu một cái? 20 ngàn một hộp. Còn cái nữa. Con cua cá sấu. Ba cút còn cái kìa. Ờ sao ba cút đâu? Rồi. Bánh mì thịt đây là khác loại luôn hả? Này là da heo hả chị? Da heo giòn. Da heo. Bán đi tôi để cho tiền mặt hàng của. Không hợp nữa. Còn đó bên đó là chà bông. Chà bông. Còn bên kia? Chà bông xù. Heo da, xù. Gà xé. Còn này thịt heo quay hả? Heo quay. Thịt xắt xíu hết rồi giờ này. Nhân chua, ba tê chả dừa. Rồi làm em ổ bánh mì thịt heo quay ăn liền tại chỗ kìa. Ờ bánh mì cái ổ cho bá lửa đó là nếu mà đem về ăn không hết rồi sao? Chia nhau ăn rồi năm về ăn giờ ôm luôn. Đó, đây, ông nào có vợ thì mua bánh mì tới về ôm. Ừ. Thì mấy ông đó mua liền à. Trời ơi. Không có vợ thì mua bánh mì về ôm, 30 ngàn về ăn giờ ôm, vô không luôn. Đừng để vô leo cho em ha. Không để vô leo, để vô chua, để tất cả, để ớt nhiều. Rồi, dạ. Em, bơ gà, bơ trứng gà ha. Cái đó là bơ trứng gà hả chị? Rồi, ba tư gan. Dạ. Là chị gấp đầu tiên ha. Không dạ, ăn dạ. Dưa chua phải không? Không ăn dưa chua. Ê, không ăn dưa leo. Không để... ăn dưa chua. Dạ, dạ. Để tất cả hết. Khoan, để... em khoan quay nè, để như có nó đi tâm dưa chua nó quay được. Dạ, dạ. Chị bắt đầu chị gấp nha. Dạ, gấp đi. À, chị đọc luôn nè. À, chả cá. Chả cá. Chả chả chiên. Chả chiên. Chả lụa. Nem chua. Ừ. Ba tê, xíu không có nha, không có xíu gì nữa, hết rồi. Giờ này hết xíu xíu ha. Hết xíu xíu rồi. Thịt heo quay. Heo quay, ớt nhiều, tặng không tính tiền. Sao vậy? Ớt không có tính tiền. Ngọt không, ớt không tính tiền, bánh mì tính tiền phải không? Rồi, ớt là tặng, rồi. Làng ổn vậy là bao nhiêu ca? 15 ngàn. 15 ca cả nhà. Dạ. Anh chị em mình có đi ở đây kêu bằng đường gì chị? Đường gì quá, quên mẹ ơi. Quốc lộ 53 hả? Cầu Long Bình 2, cầu Long Bình 2 chạy xuống về quốc lộ 53. À, đối diện với sân banh Di Khổng cả nhà. À, cả nhà có đi ngang ghé ăn ủng hộ ha. 25.000. Với lại 50 với lại 50. Cái này có cái đó là cái gì? Rang trứng muối. Rang trứng muối hả? Ờ, bánh mì rang trứng muối. Ờ. Phô mai nha. Để em ăn cái này coi. Bánh mì con cua cá sấu nữa hả? Ừ, thấy à. Quá trời bánh mì luôn. Sao quay vô tủ giật giật đó. Để em ăn cười á. Dạ. Rồi ha. Rồi. Chưa có. Đây. 15 ca cả nhà ơi. 15 ca. Bánh mì Nguyên Minh Trí. Bánh mì Nguyên Minh Trí ha, rồi tự giới thiệu luôn. Ở đây có bán gì giới thiệu hết. Đủ loại mặt hàng bánh ngọt, bánh lạnh. Wow. Bánh mì thịt. Cái bánh nhỏ nhỏ là 10.000 hả? 10 với 8. Bánh mì cuộn cho bông xúc xích để đủ các loại da đám. Da heo chuồn gụm luôn á nhà ơi. Cái này 12. Thịt heo mới ha. Chiên còn nóng giòn luôn. Còn nóng giòn luôn. Còn nóng giòn luôn. Dạ. Cái 8 này dưới đây nè. Cái 8 chưa có. 8 hết rồi. Ngon quá nhờ. Ừ. Số 1. Ok không? Ok. 2 ổ này được. Rồi 2 ổ này được.
Ở đây mình có bán gì vậy? Có đủ đa, đủ các loại bánh ăn giặt luôn. Mắm tôm nữa hả? Đủ thứ, anh lấy năm hải cho con lấy thì. À, muối thì nên, muối tôm. Bà lấy cho 5 cái bánh bông lan đây 10 ngàn á. Đây mình bán đó không chị? Bán đắt dữ lắm á, bán cải không à. Dạ bán cải không à, 4 năm người bán mà 3 không vậy hả? Thế nào? Giờ là 8, 9 giờ sáng mà còn khách vô ào nè. Dạ. Dạ. Cần biết nữa chiều lại gặp. Chiều gặp phải không? Chiều là chảy không à. Chiều là có món gì nữa mới không? Có, đầy đủ bánh luôn, các loại bánh. Dạ. Đi bà bỏ nè. Chưa chua hèn á. Có hèn. Ta ăn miệng miệng, ta nuốt lẹ lẹ. Mà nãy chịu tôi ăn cho, tôi ăn thấy ngon dữ lắm. Hai cùng biết. Quay ra cười hoài. Không vậy anh vừa ăn vừa cười mới ngon. Cơm đóng cơm cái chân bị bất ngại á. Nó kẹo lắm. Hèn ơi, cho lấy đi chua nhanh lên hèn. Còn cụm ở nhà. Em có quay bên theo da da dọn của em chị chưa? Chưa, ở đâu chị? Đường bên đây nè. Là dịch tương nghĩ da dọn á. Là đường nào? Đường bên này nè. Chỗ hướng về Châu Thành đó. Do YouTube có mày quay rồi đó. Qua chùa chưa? Đó, gần đây nè. Tới đầu đường ở đây nè. Quẹo hướng về Châu Thành đâu tới đây rồi. Da heo giòn hả? Có nướng gì thêm không? Chỗ đó có nướng gì thêm không chị? Ở đâu? Chỗ da heo giòn á. Ở đây da heo giòn tại làm tại đây mà. Cái này là chị làm nhà luôn. Ở tôi làm nhà hết tất cả. Nhà nhiều hơn, không có lấy cái gì ở ngoài á. Rồi làm đâu? 65 Là mình nướng hay sao chị? Quay. Quay. Có đồ gì làm đầy đủ mà. Là nhân viên là mấy người? 6-7 người. Rồi ai chủ? Em ruột đi đâu mất tiếng hết rồi. Ai ba cái đòi là nó đi hoặc đi chỗ khác rồi. Vậy là người kia chủ ha? Dạ em á. Dạ em chị ha? Người này đi mất tiếng. Dạ. Muốn trời đóng cổ đi chủ, chú ông chủ về bây giờ. Còn đang người chị mà đang quay. Một con. Ông ngồi ăn vậy là thấy giờ ông vô tiền nhóc luôn rồi đó. Ờ. Để đi. Không sang đâu. Cá ông vô tiền nhóc luôn á. Rồi nó ông rồi bữa anh quay ông nào ăn mười lăm mẫu bánh mì không? Không phải. Có ông nào ăn mười lăm mẫu bánh mì thịt đó. Ông nào vậy? Ở đâu nó cũng thấy chị làm. Trời làm tiền YouTube cũng tiền nhắc luôn á chứ lỡ á. Trời ơi kênh chưa bật kiếm tiền, không rồi ăn lỗ luôn rồi. Vừa ăn vừa quay review trong này thêm cả nhà ơi. Này là đang nóng lắm có vô bịch ha. Làm bánh mì mini, bánh mì ngọt. Thả lò mình đâu lúc dưới ha. Thôi nha, nằm ở đây nè. Đây khu vực này ăn quay chứ. Đây khu vực này là đồ nước bên đông. Ủa, còn bánh bự kia. Ủa, lò là đây hả? Lò là đây vậy hả? Lò đó, lò nó bánh ngọt đó, nó bánh ngọt đó. Đó, tính Mỹ chơi nè. Lò này đang hấp trống hả chị? Hấp à? Không, hấp trống còn chưa. Đâu chị mở cho em coi đi. Đó giờ chị... Đó giờ không biết cái lò anh mì sao nữa. Ủa, lò anh mì giờ là hiện đại vậy hả ta? Ừ. Mày mới vừa tắt nãy á. Rồi, đóng á. Mới tắt mà còn nóng quá ha. Dạ, mới tắt đang quét. Rồi, tính tiền cho em đi. Cái gì? Hót đất nữa hả? Ờ đúng rồi, hót đất. Hót đất hả? Hót đất. Tiếng của mì Pháp á. Mì Pháp hả? Yeah. Mì mấy người Tây người ta ăn á. Phải không? Ừ. 30-60. Bữa nay ăn bánh mì Pháp luôn quý. Có bánh mì Pháp nhất tại bữa nay hết á. Dạ, 60 ha. Bánh mì ngọt Pháp ngon lắm mà bữa nay hết á. Dạ. À, anh cho biết cơ đây là tên gì vậy? Kênh hả? Ờ.
qua bên hiệp bên lề. Hiệp bên lề. Đang ta chấm lại cho. À, bánh mì ăn cũng ngon đó nha. Chủ tiệm đó. À, anh chị em ủng hộ ha. Chủ đó. Rồi. Chủ mấy cái bánh biết cái bánh còn tụi chú biết kêu đâu. Chủ tiệm á hả? Chủ tiệm đó. Chủ tiệm đẹp quá, đẹp mà trẻ nó quá vậy ta. Rồi Hiệp xin kết thúc video ha. Cả nhà nhớ ủng hộ và đăng ký kênh ủng hộ mình ha. Rồi Hiệp xin nói lời chào.